thuốc bổn tử là loại cây ăn quả có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu khoa học đã nhiều ghi chép về tác dụng của cây phúc bổn tử. Y học cổ truyền, quả phúc bổn tử đã được sử dụng làm thuốc từ lâu. Vậy bạn đã có những kiến thức về cây phúc bổn tử, cũng như hiểu về tác dụng của cây phúc bổn tử chưa? Dưới đây là những thông tin tin cậy bạn có thể tham khảo. Hình: cây phúc bổn tử. Phúc bổn tử là gì? Phúc bổn tử hay còn có tên gọi quả mâm xôi, đùm đùm, đùm hương. Tên khoa học của phúc bổn tử: Rubus cochinchinensis. Rubus fruticosus lao, Rubus flaveihem sl. Cây thuộc họ Rosaceae. Mô tả hình ảnh phúc bổn tử. Phúc bổn tử là loại cây mọc hoang ở khắp miền rừng núi nước ta. Cây thường mọc ở ven rừng hay nơi đã phát quang. Cây nhỡ, có rất nhiều cành vu ôm dài tới vài mét. Cành cây có nhiều lông, trên có nhiều gai nhỏ, lá khép từ 3 đến 5 lá chét, có cuốn ngắn, lá chét chữa lớn hơn cả, mép có răng cưa, mặt trên nhẵn, mặt dưới có nhiều lông, cuốn chung dài 3 đến 6 cm, có gai. Hoa mọc thành chùy nhỏ ở đầu cành hay kẽ lá. Quả các hình cầu, mọc trong lá đài, gồm nhiều quả hạch nhỏ. Khi chín có màu đỏ hay đen nhạt, ăn được. Phúc bổn tử là gì? Công dụng tuyệt vời của phúc bổn tử. 1. Kháng viêm, tăng cường miễn dịch, làm đẹp da. Trong phúc bổn tử có một hàm lượng lớn chất flavonoid, bởi vậy, chúng có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm, hạ áp, chống dị ứng. Đặc biệt, phúc bổn tử có hàm lượng vitamin E, carotenoid có tác dụng giải dị ứng, tiêu viêm, thải độc, bảo vệ da, chống lại các tia cực tím, giảm các vết thâm nấm trên da, giúp đàn hồi, tăng cường tuần hoàn ở các mao mạch ngoại vi, thúc đẩy các tế bào collagen mới, giúp da sáng đẹp và ngăn sự rụng tóc và bạc tóc. 2. Giúp sáng mắt, tăng cường trí nhớ. Trong thành phần của phúc bổn tử có chứa một hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, carotenoid, vitamin A, C, E và các khoáng tố vi lượng như quercetin. Loại chất này khi vào cơ thể sẽ có tác dụng phòng ngừa sự oxy hóa của võng mạc và loại trừ những gốc tự do gây hại đến võng mạc. Vì vậy, phúc bổn tử được dùng làm thuốc để bảo vệ và nâng cao thị lực, cũng như có tác dụng kiện não, ích trí, tăng khả năng tư duy. 3. Bổ thận, trợ dương. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã nghiên cứu và đưa ra chứng minh, phúc bổn tử giúp cải thiện vi tuần hoàn ở dương vật, giúp thần kinh hưng phấn ở dương vật được nâng cao hơn. Từ đó, phúc bổn tử có tác dụng tốt trong phòng chữa những trường hợp liệt dương hoặc suy giảm ham muốn. Phúc bổn tử điều trị chứng tiểu nhiều, tiểu sắc, hạn chế tình trạng tóc bạc sớm, béo phì. Xem tham khảo: Sâm ba kích thần dược phòng theo cho quý ông, sâm cao tỏa dương biệt dược cho phái mạnh. 4. Cải thiện hệ tiêu hóa. Phúc bổn tử chứa lượng rất cao chất xơ, đây là loại quả đứng nhất nhì trong làng trái cây thế giới. Theo tính toán, một vóc tay quả mâm xôi chứa khoảng 8 giờ chất xơ. Theo khuyến cáo về dinh dưỡng, nên bổ sung 25 chất xơ mỗi ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Chất xơ cũng giúp cải thiện sức khỏe bằng cách giảm lượng cholesterol có trong máu. 5. Chất xương cứng cáp. Trong quả phúc bổn tử chứa lượng mangan quý báu rất cần thiết cho sức khỏe. Chỉ cần 2 vóc tay quả phúc bổn tử là đủ lượng mangan cả ngày. Quả phúc bổn tử còn chứa vitamin B9 hoặc acid folic, đóng vai trò chủ chốt trong quá trình phân chia và tăng trưởng của tế bào. Phụ nữ mang thai nên bổ sung những dưỡng chất thiết yếu này để giảm thiểu nguy cơ sinh non, suy dinh dưỡng bào thai hoặc thậm chí tạo ra thai nhi bị khuyết tật ống thần kinh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt đốt sống, não úng thủy, thai không có hộp sọ. 6. Chống lão hóa. Chất elagitamin có trong phúc bổn tử được chứng minh có tác dụng chống lão hóa 50% mạnh hơn dâu tây, gấp 3 lần trái kiwi, gấp 10 lần cà chua. Cùng với tác dụng của vitamin C và anhacanin, khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư của phúc bổn tử được gia tăng gấp đôi, loại trừ được các gốc tự do làm thay đổi cấu trúc ADN của tế bào. Các dạng chế biến của phúc bổn tử. 1. Dạng bột nhuyễn. Dạng bột nhuyễn ta có thể xay mịn từ trái phúc bổn tử khô, ngày uống 3 lần, mỗi lần một muỗng nhỏ bằng cách ngậm trong miệng cho tan rồi uống nước tráng. 2.
chạm mức nhiều nước làm mức đông từ trái phúc bồn tử. Khi ăn phết lên bánh mì với bơ đào nhân, hạnh nhân hoặc bơ đậu phộng thành món sandwich truyền thống mài chân Bắc Mỹ, gọi là PB và peanut butter and jelly sandwich. 3. Ngâm rượu phúc bồn tử. Sau khi sơ chế sạch để ráo nước, cho vào bình ngâm, đổ đường vào, quấy đều ủ 590 ngày. Cho lên men, bóp nát chỗ cask bồn tử lên men, rồi đổ vào bình thủy tinh. Đổ rượu đã chuẩn bị lên ngâm thêm 50 ngày là có thể sử dụng, uống mỗi ngày 20-30ml, 2 lần trong ngày. Chú ý khi dùng phúc bồn tử chứa chất oxalat, ăn nhiều sẽ có nguy cơ oxalat kết tinh thành sỏi. Những người có sỏi ở thận, bàng quang hoặc túi mật tránh không nên dùng loại trái này. Oxalat còn hạn chế hấp thu canxi, tuy nhiên điều này không đáng kể đối với người có bộ máy tiêu hóa tốt. Xem thêm, cây mật nhân với những tác dụng đáng quý. Trên đây là những thông tin về phúc bồn tử và những công dụng của nó. Các bạn có thể nghe tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu khác qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc chức bạn có thêm những thông tin đáng tin. Let's look at why.